Mình hướng dẫn hôm nay mình hướng dẫn anh em cách kiểm tra kênh YouTube có tham gia network hay không, đặng mình biết mình ghi up anh em với xem trạng thái bạc kiếm tiền. Mình xem cái này mình có gì mà lấy video nó cũng bị ít dính bản quyền nữa nghe anh em. Đầu tiên anh em vô kênh YouTube đi, anh em lựa một video nào bất kỳ của ai cũng được hết, mình kiểm tra được chứ. Thôi mình vô kênh của mình đi, giờ mình vô cái kênh của mình vô một video nào đi. Rồi anh em bấm nút chia sẻ nè, anh em bấm nút sao chép liên kết nè. Anh em thấy cô này nhảy, cô Thái này hay có hay không anh em, hay để lại like và đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nha. Rồi anh em ra đi, anh em biết cái phần link mô tả của mình á, anh em chờ chút nghe, mạng nó hơi lag, anh mong anh em thông cảm. Anh em click với cái phần link mô tả của mình thì nó ra một cái giao diện như thế này nè, anh em chờ chút. Rồi anh em bắt cái đường link hồi nãy mình sao chép vô đó anh em, mình dán nè. Rồi anh em xóa từ dấu gạch này anh em, anh em xóa bỏ đi. Rồi anh em giờ bấm nút lấy video nè. À, hiện tại là 28 người coi, không có người nào like, một được một bình luận là kênh Ảnh Quỳnh, là Ảnh Quỳnh là kênh mình nha anh em, Ảnh Quỳnh chứ trạng thái mình chưa bắt kiếm tiền anh em, YouTuber network mình chưa có tham gia anh em. Giờ mình ra mình lấy một video của kênh khác cho anh em coi, cho kiểm tra cho anh em coi. Ra đi. Mình vô kênh sóng gió này của ai nữa, tắt đi để tránh băng quyền anh em. Anh em nhớ bấm nút đăng ký, like chia sẻ giúp mình một lần, là một lúc đăng ký là một món quà anh em tặng cho mình. Anh em chờ chút, mạng của mình cũng hơi lát anh em. Rồi anh em bắt cái đường link nãy làm cũng giống như nãy. Rồi anh em xóa từ vô lần gạch này đi. Rồi anh em bấm nút lấy video. Đủ là 189.000 lượt xem, 23 mấy ngàn lượt like gì đó, 1.000 lượt like, trạng thái bật kiếm tiền nè. Nên anh em mấy kênh này là đã tham gia network rồi anh em, anh em đừng có sao chép đau về mà đang tầm là lên kênh của mình là ăn một gậy lên anh em, một gậy là một biết tháng nào năm nào để bạc được kiếm tiền anh em. Video của mình đến đây đã kết thúc, cảm ơn anh em đã xem video của mình nhiều.